Liên quan dư luận về bộ phim Đất rừng phương Nam vừa trình chiếu ra mắt, ngày 15 tháng 10, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, chiều ngày 14 tháng 10, Hội đồng thẩm định, phân loại phim và một số cơ quan đơn vị chức năng đã tiến hành thẩm định lại bộ phim Đất rừng phương Nam theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Sau đó, Cục đã mời nhà sản xuất, đoàn phim đối thoại, trao đổi một số nội dung liên quan bộ phim. Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh, ngày 29 tháng 9 năm 2023, Hội đồng thẩm định, phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình đã thẩm định, phân loại phim Đất rừng phương Nam do Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân trình thẩm định. 100% thành viên hội đồng thống nhất kết luận phim không vi phạm luật điện ảnh. Tuy nhiên, trước một số thông tin mang tính liên tưởng, Cục trưởng Vi Kiến Thành cho biết, trong cuộc họp và đối thoại chiều ngày 14 tháng 10, đại diện nhà sản xuất đã chủ động đề xuất phương án chỉnh sửa phim. Cụ thể, ý kiến từ phía đoàn phim cho biết, phần thoại trong phim sẽ chuyển từ Nghĩa Hòa Đoàn thành Nam Hòa Đoàn và Thiên Địa Hội thành Chính Nghĩa Hội. Sự thay đổi này nhằm tránh sự liên tưởng đến Nghĩa Hòa Đoàn và Thiên Địa Hội từ thời nhà Thanh của Trung Quốc. Bên cạnh đó, điều chỉnh dòng chữ, bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi lên đầu phim. Sự điều chỉnh này nhằm làm rõ hơn ý của đoàn phim về sự thay đổi mốc thời gian trong tác phẩm văn học, theo sát hơn bản phim truyền hình, vốn đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Cục trưởng Vi Kiến Thành cho biết, sau khi chỉnh sửa sẽ trình lên Cục Điện ảnh trước khi ra rạp chính thức từ ngày 20 tháng 10. Ông Vi Kiến Thành cho biết thêm, Đất rừng phương Nam được đánh giá là tác phẩm điện ảnh được xây dựng công phu với âm hưởng chủ đạo là tinh thần yêu nước, chống phong kiến, đế quốc ở khu vực Nam Bộ. Bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và tác phẩm truyền hình nổi tiếng Đất phương Nam, sản xuất năm 1997 của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Đạo diễn Vinh Sơn cũng là cố vấn cho phim lần này.